Việc chào quý vị và các bạn thân mến nha. Việc cũng vừa săn được một cặp loa khủng, cặp này nặng cả 100 kg quý vị và các bạn. Đó. Thì dòng này là dòng nguyên thoại luôn, thùng rất là to và mình cũng chưa có mở mặt đầu ra hết nữa, còn nguyên nè. Thì mở cái phía sau ra để mình kiểm tra cũ loa trước đi. Đó. Thì đây là cái dòng này không gài là có bao nhiêu hàng là cứ như về là khách đã đặt trước hết quý vị và các bạn. Dòng loa mà kiểm âm monitor nó nằm trong đài truyền hình của Nhật nè. Cái kích thước thùng to kinh khủng. Ngang 65. Ngang 65, chiều sâu là 45, ngang 65 chiều sâu 45. Cao 88. Nặng phẳng cặp này nặng phẳng 100 kg. Bữa hôm mình cân hình như là quấn giấy đồ này gọi này nọ gọi là chín mấy ký thì phải. 98, 99 gì đó. Thì đây là cái dòng loa huyền thoại. Quý vị và các bạn, dòng huyền thoại G305 của hãng Mitsubishi. Và đây là cái dòng loa được đánh giá rất là cao, đánh giá ngang tầm với Tannoy Kiền Vuông Bakery luôn. Và giá của nó kinh khủng lắm nha quý vị và các bạn. Cái cặp này thì trở kháng của nó 8 ohm, công suất đầu vào của nó chỉ có 15W thôi. Cái thùng rất là to và nội thất rất là khủng, nhưng công suất chỉ cần 15W là đánh phê luôn. Đó, cho nên quý vị và các bạn sử dụng con này nếu như không có âm ly đèn thì đánh với những cái con âm ly cổ receiver hay là những cái dòng âm ly Ludman mà chạy mạch class A đó thì bao phê. Nói chung là mình bán không gài cũng cả chục đôi này rồi. Nhưng mà về anh em nào cũng nói là quá phê. Giá thịnh trên thị trường thì tùy anh em, tùy vào đẹp xấu ha. Đó, anh em bán rơi vào tầm khoảng ba mấy triệu không à. Quý vị và các bạn. Rồi. Ở đây mình tháo ốc ra rồi nè. Cặp này nó đẹp dữ lắm nha quý vị và các bạn. Đẹp dữ luôn á. Tuy nhiên là đẹp đẹp. Và cái gì cũng vậy, theo năm tháng rồi mà không có chạy chùa này nọ thì là không phải là hạng bãi đó. Nhìn cái đít lo thôi là mình thấy mình thích rồi. Rồi giờ để việc lấy cái ấy ra, lấy cái miếng ván phía sau ra nha quý vị và các bạn, rồi mình cho cùng quý vị và các bạn xem nội thất coi như thế nào. Rồi chút nữa hãy mở cái mặt lưới ha, cái bọc. Ây da, nặng quá thôi. Rồi, để mình kiếm chỗ mình dựng cái miếng ván ở phía sau này ha. Cặp này thì không cần bàn cãi về chất âm, bây giờ chỉ cần nhìn nội thất coi làm sao thôi. Dynatone là Mitsubishi đó, từ Aniko hết nha. Đây nè quý vị và các bạn, một gang tay như nội cung điện luôn, họ làm luôn cả quay sách thì quý vị và các bạn biết rồi. Rồi cái lo này nó khủng khiếp cỡ nào à. Đó, từ cái chép này là chép từ Aniko, từ ống luôn, phân tầng luôn, phân tầng là trong hộp luôn nha quý vị và các bạn. Con này tuyệt vời luôn. Chép là 13 ohm. Và đây là ở phía trước quý vị và các bạn. Quá đẹp. Còn gì nữa để nói. Xuất sắc. Thùng đồ này nọ ok hết luôn nha quý vị và các bạn. Này do nó sơn bóng, mình quay qua điện thoại thì mình thấy nó chói chói vậy đó. Thì đương nhiên cũng chạy một vài chỗ nha. Đây chạy 1 2 3 đốm đây. Rồi, vậy thôi. Không chạy thì chỉ có mua hàng mới mà xài thôi. Đây là sản xuất vào năm hình như 60 62 gì đó tới giờ. Len keng. Lưới đẹp len keng luôn. Chung cặp này là đẹp. Ông nội. Cái lưới này ông nội nào lấy cái viết lông vẽ lên đây mấy đường nè. Cái này là do lấy viết lông vẽ nè. Quơ quơ lên đây ha, vừa còn xong còn quơ qua đây vài vài phát nữa chứ. Thôi cái lưới người ta đẹp ken vậy mà mấy cha quơ lên đây rồi vẽ đây cái gì đây, vẽ lên thùng nữa. Ôi tào lao, thôi kệ những cái đó là không đáng kể, mình lưới nó vậy là quá đẹp rồi. Rồi thì giá cặp này thì cũng tốt cực kỳ luôn, anh em bán ba mấy 40 không à, mình bán thì rẻ. Rồi, vì xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau.